14 bài học rút ra từ nghèo khó. 1. Khi bạn hết tiền, bạn sẽ biết đâu là những người bạn thật sự. Bố mẹ tôi là những người rất nhân hậu. Ông bà sống luôn chan hòa, giúp đỡ hàng xóm và những người khó khăn mà họ biết. Ông bà cũng có rất nhiều bạn bè. Đến lúc gia đình tôi gặp sự cố, bố mẹ tôi lao đao khốn đốn xoay sở mọi cách, thì cũng là lúc những người bạn đó đột nhiên biến mất. Hóa ra là việc tốt bụng và hào phóng không phải lúc nào cũng được đền đáp. Khi bố mẹ tôi không còn gì để cho nữa, thì những người xung quanh, những người mà chúng tôi nghĩ là bạn, cũng đều nhanh chóng xoay lưng đi. Và tất nhiên, vẫn còn đó những con người tốt bụng đã giúp đỡ và luôn bên cạnh gia đình tôi trong cơn hoạn nạn cho đến tận bây giờ. 2. Chỉ nên giữ lại những người xứng đáng ở trong cuộc đời bạn. Việc mất hết tất cả đã khiến cho tôi ngày càng trở nên chọn lọc hơn với những người tôi cho là quan trọng trong cuộc đời mình. Các mối quan hệ của tôi dựa trên tình yêu thương và sự tin tưởng, chứ không phải là những giá trị vật chất. Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn vì điều đó. 3. Thật tuyệt khi hưởng thụ chính là thành quả lao động của mình. Nên năm học thứ 3 đại học, tôi may mắn tìm được vào thực tập trong một công ty tốt. Tôi cũng tận dụng thời gian rảnh để viết lách và làm thêm một số công việc khác. Tôi cố gắng tự kiếm tiền bằng mọi cách, trang trải cuộc sống cá nhân và đôi lúc có thể gửi chút tiền biếu bố mẹ. Tôi không phải dựa dẫm vào kinh tế của gia đình nữa. Tôi cảm thấy mình tự chủ, mạnh mẽ hơn. Đồng thời cảm giác tuyệt vô cùng khi tôi biết rằng những gì tôi có được ngày hôm nay là từ chính đôi bàn tay và sự nỗ lực của bản thân tôi. 4. Không gì có thể thay thế được gia đình. Chỉ vì tiền không còn không có nghĩa là tình yêu cũng biến mất. Thực tế tôi có thể vui lòng đánh đổi hết tất cả mọi thứ trên đời để vì gia đình của mình. Gia đình là nơi bạn có thể tạm gác lại những mệt mỏi, lo âu và toan tính để ngả lưng ngủ một giấc thật sâu. Gia đình luôn có tình yêu ngập tràn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này. Dù ở đâu hay làm gì, gia đình cũng là những người sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và ở bên cạnh bạn, cùng bạn theo đuổi những ước mơ. 5. Tài sản lớn nhất của bạn chính là bản thân bạn. Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Dù bạn có ra sao đi nữa, giá trị của bản thân của bạn là thứ không bao giờ nên đánh đổi. 6. Tham vọng là thứ gây nghiện. Khi gia đình tôi không còn khá giả như trước, tôi nhận ra rằng tương lai trước mắt đều phụ thuộc vào bản thân mình và tôi có trách nhiệm cho sự thành công của cuộc đời mình. Từ một thực tập viên không lương, tôi đã nỗ lực hết mình để trở thành thực tập viên được trả lương, thành nhân viên chính thức của công ty và được cho quản lý một dự án nhỏ của tập đoàn. Tất cả đều đến trước khi tôi chính thức tốt nghiệp đại học. Tôi hạnh phúc với sự thành công của mình và mong mỏi đạt được nhiều thành quả hơn nữa. Thử thách và sự nghèo khó dường như đã châm trong tôi một ngọn lửa tham vọng lúc nào không biết. Tôi ham muốn sự thành công là vậy, nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ không dẫm đạp lên người khác và đánh đổi lương tâm của mình để đạt được những gì mình muốn. 7. Bạn cần phải trở nên cứng cỏi. Hãy giữ mức độ tổn thương trong tầm kiểm soát. Bạn phải chuẩn bị cho mọi thứ, kể cả điều tồi tệ nhất. Tôi không phải trở nên chai lì sắt đá, nhưng sẽ cố gắng để bảo vệ mình và những người mình yêu thương khỏi những tổn thương càng nhiều càng tốt. 8. Đừng từ bỏ hy vọng. Dù bạn có cứng cỏi và mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng đừng bao giờ từ bỏ những hy vọng của mình. Nếu không có hy vọng, bạn biết sẽ phải theo đuổi thứ gì? Hy vọng giúp cho bạn ngẩng cao đầu và hướng về phía trước. Hãy luôn nâng niu và giữ gìn những hy vọng, vì đôi lúc chúng là tất cả những gì mà bạn có. 9. Đừng mong chờ sự thương hại. Tôi không tự thấy mình đáng thương với những bất hạnh mà gia đình mình gặp phải. Ngược lại, tôi luôn cảm thấy đó là những điều tốt đẹp đã xảy ra với mình. Và hơn bao giờ hết, tôi không bao giờ muốn ai cảm thấy thương hại tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng qua những chia sẻ về suy nghĩ, cảm xúc của mình, những người đã từng trải qua những chuyện như tôi có thể tìm được sự đồng cảm và sẻ chia. 10. Một món đồ đơn giản chỉ là một món đồ. Nhưng nếu bạn có phong cách, bạn sẽ có thể làm cho chúng trở nên đáng giá hơn gấp trăm lần. Tiền có thể mua được những thứ vật chất, nhưng phong cách là thứ vô giá. 11. Hiểu được giá trị của đồng tiền. Tôi sống rất tiết kiệm và quản lý chi tiêu của mình khá chặt chẽ. Tôi mang cơm đi làm thay vì ăn trưa đắt tiền ngoài hàng. Tôi chẳng bao giờ xài hàng hiệu đắt đỏ hoặc mua sắm không kiểm soát. Tôi thích dành dụm tiền cho những thứ lớn lao hơn và luôn tìm cách để sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả nhất. 12. Đừng cứ ôm khư khư mọi thứ vì chẳng có gì là tồn tại mãi.
Đơn giản thôi, không gì là mãi mãi, kể cả sự giàu có, tài sản vật chất cho đến tình bạn, tình yêu. Và cần phải luôn sẵn sàng để buông tay khi đã đến lúc, cho dù điều đó rất khó và khiến bạn rất đau. 13. Tự hào về thành quả của mình. Chẳng có gì là sai khi trong nhà tôi đến trái trứng gà cũng phải chắt chiu mới mua được, thì mẹ đã nói với tôi rằng khi ngã xuống nước, một là con chìm, hai là phải cố hết sức bơi vào bờ. Từ sau đó, mọi việc tôi làm, tôi đều nỗ lực hết mình và tôi dần đạt được thành quả. Tôi trở nên ham muốn sự thành công hơn bao giờ hết và không có gì có thể ngăn được tôi hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi luôn tự hào vì mình đã có thể đứng vững và vượt qua được những thử thách mà từng gặp phải. 14. Đừng mơ mộng về bạch mã hoàng tử nữa. Tôi sẽ không bao giờ lấy một người mà họ không biết quý trọng tôi. Tôi cần một người yêu, một người bạn đồng hành, người mà luôn sẵn sàng đến bên tôi khi tôi cần. Một người có cùng mục đích, mục tiêu, một người có thể cùng tôi chia sẻ những băn khoăn, trăn trở, hỗ trợ tôi và cùng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Một người có thật, chứ không phải là chàng hoàng tử cổ tích nào đó đến cứu rỗi đời tôi. Hy vọng những cái bài học trên sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.